Anh Nhân. Đồ của đại gia đó. Đúng, em nói sao luôn. Chưa biết hả? Đúng, em nói sao sao. Một mình làm chủ 8 công ty. Đúng, anh không có. Vô. Vô. Chị ngưỡng mộ em quá. Chị nghe chồng chị đó là chị ngưỡng mộ lắm. Không có đâu, anh nói quá. Anh nói quá. Dữ lắm em. Anh chị mà giỏi, anh chị quá giỏi. Em chị không có công ty nào luôn á. Chị không có công ty nào luôn á, phải đó. Công ty em toàn bé xíu à, toàn làm ăn thua lỗ à. Ôi trời, chết luôn á. Chết liền. Với em nha. Với em thì chắc khó lấy vợ đó. Gì cũng gì khó. Thì anh thấy em dạo này càng ngày càng nữ tính. Đàn ông gì mặc áo của con gái. Không khó. Cardio anh ơi. Áo gái nha mọi người. Không có. Hello mọi người. Hôm nay khá là đặc biệt. Hôm nay là ngày mùng 1 tháng 1 năm 2021. Sáng nay vừa ra ăn chị phở với Sara thì có quên mất rằng là nói nhầm là 2011, có lẽ là muốn trẻ lại 10 tuổi đây. Và hôm qua như mọi người đã biết là tớ stream đến tận 5-6 giờ sáng. Ngủ xong đi ăn sáng với Sala xong về ngủ như chết. Sala hẹn 8 rưỡi dậy đi ăn cà phê với bạn xong ngủ đến 11 rưỡi mới dậy. Tinh vi vậy đấy. Hôm nay có một cái video đặc biệt như tiêu đề mọi người nhìn thấy là hôm nay bọn tôi sẽ đi khai trương quán của anh Giang. Anh Giang, chị Phương và mọi người trong showbiz bây giờ thì khá là kiểu như năng động ấy, mọi người flex rất là nhanh trong việc mở thêm các quán ăn. Anh Giang mở kinh khủng. Mình cứ nghĩ là anh Giang chỉ mạnh về những cái món ăn như kiểu ở miền Tây hay là miền Trung, kiểu món đà dân dã Việt Nam, nhưng mà thực sự là anh Giang cũng rất là đam mê bò beef steak, cho nên là anh ấy mở một quán bò như vậy. Cho nên ngày hôm nay thì tớ sẽ đi cùng Sala đi khai trương quán ở Phan Đình Phùng. Cụ thể địa chỉ thế nào tớ sẽ để phần mô tả, hoặc là tí mọi người theo dõi cái lúc bọn tớ đến bọn tớ quay thì chắc là có địa chỉ thôi. Hai, cũng đầu năm cho nên rằng là cũng không việc gì, thì nên là cũng đi, là mọi người chắc là được đi chơi. Tớ thì ở nhà một mình, dù Sala mãi nó mới đi, hôm nay nó định đi chơi người yêu mà mày tớ tóm được. Và những người đang xem video này, chúc cho các bạn một năm mới ăn khang thịnh vượng, sức khỏe dồi dào và may mắn hạnh phúc nữa. Và nhớ bấm vào like, đăng ký kênh bởi vì sắp đủ 4 triệu người đăng ký rồi. Và nhớ chia sẻ video nếu có thể nhé. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Happy New Year. Và ngày hôm nay như mọi người thấy rằng là tóc tai, outfit đứng bên kia hơi vàng, mình phải chuyển chỗ bên này. Đấy. Là bộ đồ đầu chân, mọi lần thì mọi người thấy mình hay chụp ảnh đẹp đẹp ấy, trước gương ấy, thì đều là make up bởi Thi Thi. Và quần áo đợt gần đây thì rất ổn, nó đặt bởi Panda. Trước đây thì bé Đạt, nhưng bé Đạt đợt này bận quá. Nhưng mà qua bé Panda thì cũng được. Bé Panda thì hợp vui đấy. Cho nên cảm ơn hai người rất là nhiều nhé. Chúng ta cùng đi theo dõi khai trương xem như thế nào nhá. Let's go. Hiện tại thì mình đang có mặt tại quán của anh Giang rồi. Đi ngay đường Phan Đình Phùng thôi. Từ nhà mình đi nó cũng không xa lắm. Ngày hôm nay thì mình cũng đã thật sự là rất tò mò để xem thử xem là được thiết kế thế nào, món ăn ra làm sao, mọi thứ thế nào. Và bây giờ thì mọi người cùng mình đi vào quán anh Giang khám phá nhá. Trên lầu nữa. Anh Nhân. Đồ của đại gia đó. Đúng, em nói sao luôn. Chưa biết hả? Đúng, em nói sao sao. Một mình làm chủ 8 công ty. Đúng, anh không có. Vô. Chị ngưỡng mộ em quá. Đó, không có đâu, anh nói quá, anh nói quá. Dữ lắm em. Anh chị mà giỏi, anh chị quá giỏi. Chị không có công ty nào luôn á, chị không có công ty nào luôn á, phải đó. Công ty em toàn bé xíu mà, toàn làm ăn thua lỗ à. Ôi trời, chết luôn á. Chết liền. Chết đó. Anh hả? Vô, dạ. Hôm nay mặc đồ đàn ông vậy. Quay. Ôi trời, hú hồn vậy em. Đúng rồi. Mặc đồ đàn ông vậy. Đúng, em đàn ông em bình thường. Chết rồi. Quá trời, chết rồi. Dạ. Em đàn ông mà. Đồ vậy đó em. Đấy, em đẹp quá. Chỗ dễ thương. Đó. Wow, ok. Bạn kia. Ok. Rồi, hay. Ok, hôm nay thì em đã được mời anh Giang qua bức tường siêu đẹp, siêu tinh tế để phỏng vấn. Thì vẫn như giống như mọi lần, thì lý do tại sao anh mở nhà hàng này, tại sao địa điểm ở đây ạ? Thực ra là tại vì mình cũng yêu cái nghề này. Mình cũng mê F&B, mê ẩm thực, và mình mê làm những điều gì đó, nó phải có một chút gì đó là nó làm mình. Bà. Thì mở nhà hàng không phải là vì mình muốn kiếm nhiều tiền. Lê VinFast ngon đây cưng, mà tại vì nó vào máu vào thịt mình rồi, giống như diễn xuất vậy. Không có diễn xuất là mình sống được rồi, sau đó nữa thì phải có ẩm thực.
cái điểm đặc biệt nhất ở nhà hàng là em muốn truyền tải cho mọi người thì là gì? Tức là cái thực phẩm nó phải là thực phẩm thật, là cái mùi phải căn bản, ví dụ bò là bò nướng, không ướp, không tẩm, và bò chiêu, bò không đông, và bò ngon nhất. Dạ. Cá là phải cá tươi nhất, không có dùng các loại sốt để che đi cái vị tươi, cái vị không tươi. Căn bản là phải là điều đó. Em hiểu rồi. Em thì lúc em check thì có cái menu thì em thấy rằng là cũng chưa có nhiều bò anh, chắc sắp tới có update thêm các món mới về bò các thứ không anh? Đó, nhiều lắm chứ, tại vì em chưa đọc kỹ á. Cho em hỏi thêm một chút, đó là cái gọi là cái món chủ đạo đây là gì, anh có thể nói cái tên của nó ra để cho mọi người đi là bò chiêu. Các loại bò ở đây đều là bò chiêu, bò không đông và bò tươi 100%, mà chưa qua đông lạnh bao giờ, và bò ngũ cốc được ăn các loại đồ ăn mình lên men để tốt cho bụng của bò, rồi uống các loại nước trái cây, hèm bia và mật mía dạng vậy đó. Dạ. Ngon lắm. Sau một khoảng thời gian từ lúc mà em phỏng vấn anh ở cửa hàng kia đến tận bây giờ, thì trong khoảng thời gian coi như là anh và em cũng làm việc với nhau, game show các thứ, thì em thì vẫn chưa có ý định lắm lấy về lấy vợ, anh có lời khuyên nào khác dành cho em sau cái khoảng thời gian đó, anh có thay đổi gì về quyết định không? Anh nghĩ là với em nha, với em thì chắc khó lấy vợ. Gì khó thì anh thấy em giờ này càng ngày càng nữ tính. Đàn ông gì mặc áo của con gái không khó. Cardigan anh áo gái nha mọi người, không có. Đây là cardigan của con gái nha, không có. Trai gái anh nói chết em. Anh hiểu sâu xa trong em. Em không phải là người đàn ông thực thụ. Hiện tại tôi đang ngồi trên tầng 3 của quán Anh Giang, thì quán này có 2-3 tầng lận, cho nên là mọi người đến mà muốn ngồi cái chỗ đẹp như này, chắc tí mình sẽ ngồi sala quay xung quanh cực kỳ đẹp, thì mọi người sẽ được đặt chỗ ở đây rất là đẹp. Nó rất là phù hợp để mọi người đi ăn couple đôi hoặc là gia đình, ở đây đều rất là tuyệt vời. Mình sẽ dẫn gia đình mình đi hoặc là bạn bè đi lên quán Anh Giang để trải nghiệm nhá. Lúc Anh Giang nó gọi cho mình món rất đặc biệt và chờ xem cái món này lên bàn như thế nào. Trong lúc đó chúng ta cùng check qua cái menu. Ta-da! Thì đây, mọi người sẽ thấy được cái menu của quán Anh Giang. Group Destiny. You are the... Wow, cái chữ này hơi khó nhìn. Destiny White House 96-2 Phan Đình Phùng, phường 2, Phú Nhuận. Chúng ta có thể đến ủng hộ quán Anh Giang. Và trong này chúng ta sẽ có những gì đây? Có salad này, có rất nhiều các món khai vị. Khai vị như là gan ngộc áp chảo, khoai tây, món chính này, hoặc là một vài món side như là khoai tây chiên, những món ngoài lề, pasta. Có lẽ là mình nghĩ là tập trung ở đây sẽ là tapas, hoặc là pasta, hoặc là bò, hoặc là cái gì đó. Nhưng mà có lẽ là như cái tên thôi, Destiny White House, có lẽ là chuyên về rượu nữa. Tức là mọi người mà lên đây là uống mocktail, cocktail hay là rượu thì có lẽ là chuẩn bài hơn. Wow, ghê. Đây, cái menu rất là dễ thương, được đặt trên một tấm gỗ. Bây giờ có lẽ cho mọi người xem qua các cái một vài cái giá trong cái menu này để mọi người hình dung. Đây, chúng ta thấy review qua đẹp không? Ngay cái bộ thìa dĩa cũng có một chút hoa cài lên, rất là đẹp, dễ thương. Đĩa chuẩn mực. Thế là mình sẽ được ăn trên cái đĩa này. Một cái ly to. Cách cầm ly nha. Đấy. Đây. Ta có một cái. Xin lỗi em đã có nhầm. Chúng ta nhìn được chưa? Xin lỗi em đã có nhầm. Wow, chơi chị Phương đẹp, dã man, đẹp quá. Đó, còn trong này có vẻ như là bếp. Bên này là bánh bèo, bên này là gỏi cuốn. Trên tầng 3 là rất là thơ mộng. Ở trên này sẽ có 4 cái bàn, 4 người. Trên này có thể ngồi được 16 người. Có lẽ là nếu mà muốn qua đây ăn thì có lẽ là nên đặt bàn mọi người ạ. Tớ sẽ cho mọi người thêm thông tin ở phần dưới phần mô tả để mọi người có thể đặt bàn để đi ăn. Bây giờ thì có lẽ là tớ sẽ chờ gọi là chờ món ăn lên. Anh Lâm làm gì đấy? Anh Lâm đang live stream. Anh Lâm live stream, có anh Lâm chưa? Anh làm gì đấy anh? Đang live stream. Live stream. Ủa anh đấy anh bán hàng à? Không. Ủa anh live stream đông người xem ấy. Ủa anh cho em ké với. Không bằng em đâu. Ủa ui à,
Mọi người ơi, đây là một người em gọi là chủ tịch nha quý vị. Đủ nha. Anh đủ. Một đứa em chết dạo em. Nha quý vị. Em đang đi hỏi ý kiến anh, cảm nhận của anh ngày hôm nay như thế nào? Cảm nhận rất là chưa gì hết, tại vì chỉ mới có hai đứa mình thôi. Tại vì quán thì lên thì mới lên khúc này thôi, chưa có tham quan kỹ ở dưới. Vâng. Ở đây thì thấy không khí rất là gọi là mát mẻ. Thích hợp với một buổi chiều tà. Chiều tà. Đúng rồi, chiều tà mà hợp hành với nhau rồi ngồi đây đó ý nghĩa. Vâng. Buổi chiều mưa là xu nha. Ở đây là chiều tà đồ thôi. Chiều tà thôi. Nắng nhẹ 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 nhẹ, gió đồ vàng 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 ươm đồ này nọ. Anh ngó menu chưa? Chiều gì? Anh ngó cái menu chưa? Chưa, chưa ngó menu, chưa biết ở đây là bán cái gì luôn, nhưng mà đối với cái món kem mít này quá ngon đi. Wow. Nó có cái bông rất là ngon luôn, cái bông không biết bông gì nữa. Bông. Bỏ cái bông vô, cái bạn là gọi là ở đứng đây này, cái bạn tư vấn viên á, bạn nói. Bạn nói là ăn ngon lắm anh ơi. Đây anh khảo qua đây nè. Tiếng Anh không vậy? Chỗ tiếng Anh không vậy? Có tiếng Việt ở dưới nè. Có tiếng Việt nhau vậy nha. Đó tiếng Việt chứ. Cedelon. Cedelon rat. Cái gì? Cái gì? Red. Đấy. Biu. Là phi lê. Bò phi lê. Đọc tiếng Việt đi. Đậu thăng. Đó thịt thà đồ nọ tiếng Anh không à. Đó, ở dưới tiếng Anh nha. Đến lộn ở dưới tiếng Việt nha. Trời ơi, gì có 69 ngàn vậy? Em gì có 39 ngàn vậy? Quá rẻ anh. Trời ơi, có 39 ngàn quý vị nha. Hết rồi. Đó, có mì anh ạ. 39 ngàn là rẻ nhất. Anh cho một món đi. 39 ngàn cũng có luôn. Đây, nếu mà anh thích trong cái đống pasta này thì anh sẽ thích cái loại gì nào? Em xem khẩu vị của anh hợp với em không à? Đây. Mì không? Này là mì không? Để đây, anh chọn mì thế nào? Cà chua, phô mai. Rồi. Heo, sông khói. Rồi. Lòng đỏ trứng. Mì tôm, tỏi, ớt, phô mai. Mì ý sốt rượu đi, sốt rượu nè, sốt rượu lạ nè. Cá hồi, cà chua, húng quế. Không nào mắc nhất. Bằng giá. Ở đây bằng nhất nè. Đúng anh cho cái mắc nhất luôn. Mắc nhất là ngon nhất. Anh khéo thôi đấy. Rất khéo. Anh Lâm quá khéo. Mọi người. Cho đồ ăn lên đồ. Wow. Đồ ăn nè. Wow. Đồ ăn anh Thuận ngồi đợ. Wow. Wow, đây nha. Lạ nhóc thử có khai vị của nhau. Khai vị có cả bánh quy, có cả sô-cô-la, có cả phô mai, ô lưu, dưa chuột. Nhà Âu ấy, mà mình cũng không hợp lắm cái điểm ạ. Điểm khai vị không hợp ạ. Nhà nào ăn gì vậy? Bánh quy, có cả sô-cô-la nữa này. Chua. Chua chua. Đó. Còn cái phô mai chứ gì. Nhưng mình qua được ô liu, đấy là do cả một cá nhân là mình ăn. Trời ơi, bằng khách đồ ăn không giỏi, cho nên là không hợp lắm. Nhưng mà mình có lẽ là cái phần đầu thân mình. Trời ơi, chết rồi, trong phần ok đấy. Bây giờ mình đang ngồi ở khu vực tầng 2 quán của anh Giang. Lúc này thì ở trên kia rất là đông rồi. Có cả chị Thư này, anh Lập này, mọi người đều lên trên đấy rất là đông rồi. Nhưng mà lúc mà chạy nghiệm quầy 3 thì cái đúng là cái cảm giác, cái vibe ở đây nó mang lại cho mình một cái cảm giác rất là sang trọng, thoải mái. Mình nghĩ là nếu như một ngày nào đó, ví dụ đi mình gặp một chuyện hơi hơi buồn buồn, hoài niệm một chút, thì có lẽ mình sẽ lên đây ngấm nhi một chút rượu,
cocktail hay là bia là cái gì đấy, anh có thể pha cho em một cốc đặc trưng gì đây không, signature hay cái gì đấy. Đây à, chúng ta sẽ được xem là cái trải nghiệm thực tế là tớ ngồi đây tớ uống rượu thì nó sẽ thế nào nha. Rất là thoải mái. Chúng ta sẽ có whisky. Đây là rượu gì nữa đây? Là mùi chuối. Mùi chuối luôn. Brazil. Wow. Một cuộc sống sang trọng, một cái vibe dành cho những người thượng lưu một chút. Thì có lẽ ở đây là đầy đủ cả. Đó, chúng ta sẽ được trải nghiệm. Ở đây sẽ có rất nhiều các cái topping thì bạn. Mà tớ vẫn chưa nhận ra topping nó là cái gì nữa. Là hạt tiêu, đường, cái gì đây à? Đó là đường hạt. Đường hạt. Mới thấy lần đầu luôn. Lần đầu thấy đường hạt luôn. Đường hạt. Cái này là... Cái đó là mè. Mè. Hạt sen. Dạ, cái đó là hạt mắc ca. Hạt mắc ca. Wow. Sorry mọi người, không biết thật. Đây có lẽ là lần đầu tiên tớ ngồi ở một quầy bar và uống rượu. Thực ra đây là thừa nhận rồi. Chưa bao giờ uống xanh gì? Không. Anh là người mà không có trải nghiệm được bao giờ. Mọi người hay hiểu mà đúng là mọi người hay cứ tưởng tượng mình là một người sành uống rượu qua các thứ, nhưng mà không, thật ra mình không phải. Mình là người ít trải nghiệm. Đây là lần đầu tiên ngồi ở một chỗ như gọi là quầy bar như này trải nghiệm. Cảm ơn anh Giang rất nhiều tạo điều kiện cho em. Hôm nay lên trải nghiệm beef steak nhưng mà có được trải nghiệm thêm ở quầy bar nữa. Qua không sót quá nào. Thậm chí những hôm mà đi ăn mà gặp anh Giang ngoài đó luôn. Tại vì là cái cách phong cách nấu của anh Giang với những cái món ở những cái nhà hàng trước ở với ẩm thực kiểu miền Trung, miền Tây thì hợp với mình hơn nhiều. Còn ở Tây Tây kiểu này thì chưa hợp lắm. Tại vì ví dụ là cái món khẩu vị ấy, thì phô mai này, xong bánh quy này, xong sô-cô-la này, ô lưu này. Tức là mình chưa quen ngồi với một cái món khai vị nó phong phú như vậy. Nhưng có lẽ mình nên phải tập phong lưu, thương lưu. Thôi coi như trả vời như vậy đi. Sau này khi có điều kiện thì sẽ làm thật. Đúng, thì mình nghĩ là đây sẽ là một trong những cái địa điểm mà mình cho vào menu địa điểm. Những cái mà mình sẽ đi. Nó sẽ giúp cho mình có nhiều phong phú hơn tất cả những cái địa điểm. Nếu mình buồn thì mình đi đâu đấy, mình ăn rồi mình đi quán kia. Nhưng mà buồn thì còn lên đây ngồi bạn bè, ngồi đồng nghiệp, ngồi nói chuyện với nhau. Thế này thế nào kia, ông có thể cho tôi vay tiền được không? Tôi hết tiền rồi, chẳng hạn như vậy, đó. Wow. Vậy là bây giờ mình đã xong được cái cốc rượu, đã hoàn thành xong cái cốc rượu dành cho mình rồi. Và theo lời khuyến cáo của các anh ý là cái cốc này nó hơi mạnh, cho nên mình sẽ phải uống rất từ từ. Mình là người không uống được tí rượu được nữa. Nhưng mà thực sự là hôm nay muốn trải nghiệm thử cái cảm giác ngồi ở quầy bar, trải nghiệm cốc rượu tuyệt vời như thế này, không khí như thế này, âm nhạc như thế này. Thôi vậy chúng ta cùng trải nghiệm, uống từ từ thôi. Wow. Wow, dễ uống á. Hơi bay bay nhưng mà dễ uống thật, nó như là nước hoa quả. Cái mùi khói là mùi trầm hương. Mùi táo. Một sữa. Mùi táo. Ủa cái này dễ uống mà. Nhưng mà hơi mạnh. Cái này dễ uống thật, cái này giống như là... Mình không nghĩ là nó dễ uống thế, mình nghĩ là nó phải gắt lắm. Wow. Mệt thật. Giờ thì mình đã hiểu tại sao mà có những người có những cái thú vui đặc biệt như vậy. Đúng là chỉ khi người ta ở một cái level khác ấy thì người ta sẽ có một cái trải nghiệm khác. Mình muốn tiếp cận đến đối tượng như vậy chẳng hạn, hoặc là quen những người như vậy, hoặc là có khách hàng như vậy chẳng hạn, thì có lẽ mình nên trải nghiệm thử cái thú vui uống rượu, ngồi quầy bar, có âm nhạc và suy nghĩ một chút về cái câu chuyện của bản thân mình, hoặc là rủ bạn bè đối tác lên trên này ngồi nhâm nhi. Thật là tuyệt vời. Mời mọi người nhá. Happy New Year.
đem cọc theo, đem được cọc theo, có nghĩa là một cái uống có cồn được làm từ rượu mạnh với những nguyên liệu khác. Mà cái tóc cũng vẫn có những loại rất là dễ uống, kiểu hương vị cây cay, chua ngọt, dễ uống, nhưng mà tại vì bạn cũng chọn hay làm cho anh để cho anh trải nghiệm những cái mùi loại đó, nó nhẹ hơi đặc biệt. Thì những cái hôm mà cái kiểu hương như vậy thì cái hương nó hơi phổ biến một xíu thì nó khá là cái dịu trộn mẹ hương vị rồi. Cái này tên là gì? Đó là đất bồ bi ở đây, nó là đất bồ bi. Đất bồ bi tức là có nghĩa là bi, có nghĩa là bourbon và banana. À rồi rồi, đất bồ bi, đất bồ bi. Ok, biết em đến gọi là xem một ly đất bồ bi là. Nhưng mà đúng rồi, nhưng mà ý là phải gọi ở đây, vì đó là cái món riêng của đây. À đúng rồi, ok. Có những cái món riêng khác không? Ví dụ như anh đến món khác mà gọi đất bồ bi là không biết là chửi anh. Đúng rồi, em hiểu. Rồi em sẽ gọi bạn cho ngồi luôn. Đất bồ bi, em thích củ cái này. Giới thiệu hơi ngược một chút nha, đó là mình giới thiệu tầng 3 này, tầng 2 cho đến tầng 1. Bây giờ thì mình đang ở dưới tầng 1 rồi. Ở đây có một cái tủ đông, nhìn qua là toàn thấy phô mai với cả bò đấy. Tức là rõ ràng là cái hình ảnh hay cái gọi là điểm nhấn mà anh Giang muốn truyền tải đến mọi người đó chính là cái quán này thì chuyên về đồ Âu, đặc biệt là về bò, phô mai và những thứ khác nữa đều rất tuyệt vời. Ở không gian tầng 1 thì nó sẽ chia làm 2-3 khu vực. Đầu tiên là khu vực giữa là bao gồm là lễ tân và cái tủ đông. Bên này là của chỗ để ngồi ăn này. Thì chỗ này sẽ chứa được đâu đó khoảng độ 5, 9, 13 khách đó. Bên kia thì sẽ có anh trai, bên kia thì sẽ có toilet này, bên kia thì sẽ có thêm cả hầm rượu nữa. À đúng rồi, bây giờ cụ thể hơn có lẽ mình sẽ xin vào hầm rượu. Có lẽ chưa bao giờ trong vlog của mình có một cái đoạn nào, hình ảnh nào liên quan hầm rượu. Bây giờ mình sẽ vào cái quán ngoài ra. Let's go. Ở đây ghi là wine room. Wine room. Wow. Không gian hầm rượu thật là tuyệt vời. Ở đây chia làm các loại rượu ở các nước khác nhau như là Pháp, Ý, Mỹ, Chile hay rất nhiều, South Africa, New Zealand, Úc. Anh ấy có thể cho em một vài cái nổi bật, một cái giới thiệu cho một vài cái loại rượu nổi bật không? Dạ, trước bên mình có rượu Pháp với lại rượu Ý là rượu nước thế giới cũ. À, thì đâu cho em một cái bình nào, một cái chai nào gọi là xin đi chờ hoặc là rất đỉnh đi, đặc biệt đi. Yeah. Joseph Fabelay. Yeah, nó là rượu đỏ từ Pháp nên rất là thích hợp với những người mà thích nhẹ nhàng. Là một chai rượu vang đỏ rất là nhẹ nhàng. À. Có thể phù hợp với phụ nữ uống. Ok. Nên nói chung cái chai này mà ai tính cách kiểu nhẹ nhàng từ từ thì uống rất ok. Dạ, đúng rồi, không quá chát nhưng rất là dễ chịu. À, không quá chát. À, thế ví dụ một anh chàng nào đó mạnh mẽ, cứng rắn thì sẽ uống loại nào vậy? Dạ, thì mình cũng có thể sử dụng của Pháp, mình sử dụng ở một cái vùng khác. Vùng khác? Dạ, cái vùng này thì nhắc đến thì ai cũng biết là vùng Bordeaux. À, Bordeaux. Dạ, vâng, đúng rồi. Dạ. Đây là rượu... Dạ, Chateau Aumarac. Chateau Aumarac. Dạ, đúng rồi, đến từ okay. Vùng Bordeaux. Thì cái loại rượu này thích hợp với nam giới hơn bởi vì nó đầy đậm, đậm đà hơn rất là nhiều. Còn cái này thì nó nhẹ nhàng hơn rất là nhiều. Ok. Dạ. Thế thì nghĩa là tớ sẽ phù hợp với cái vai trò là nhẹ nhàng hơn xíu đây. Thì tớ thấy quả này là nặng quá rồi đấy. Dạ, vâng. Ok, thế còn rượu đây là rượu Pháp này. Cho tớ xem cái rượu Ý đi. Dạ rồi, ở bên này. Ok, cắt được cái chai này vậy. Cái hầm rượu lúc mà thiết kế thì mình có yêu cầu gì không? Về nhiệt độ hay là về phòng hay là về cái gì không? Nó có yêu cầu đặc biệt gì để thiết kế cái phòng hầm rượu? Dạ, có nhiệt độ thì thường là phải giữ nguyên, có nghĩa là ổn định khoảng 18 độ C. Thì hiện tại trong phòng mình là 18 độ C. À, tức là lúc nào cũng phải như vậy. Với độ ẩm khoảng 70% độ ẩm á. Wow. Thì cái nút bẩn của mình không bị khô thì rượu mình sẽ bảo quản được, giữ được lâu hơn. Chúng ta sẽ chuyển qua rượu Ý nha. Đầu cho tớ xem một hai cái loại rượu Ý đặc biệt này. Rượu Ý thì mình sẽ có rất là nhiều loại ha. Nhưng mà nổi bật đi. Cái chai này thì đến từ một cái vùng rất là cổ điển của Ý luôn. Thì thường á, những ai mà rất là sành rượu người ta sẽ biết là Brunello di Montalcino. Brunello. Dạ, Brunello di Montalcino. Romeo, sorry, tớ sẽ để cái chữ đấy ở dưới nếu có thể. Bây giờ cũng chưa hiểu nhiều. Dạ, hoặc là em có thể giới thiệu cho anh một cái chai rượu khác. Khoan, cái chai vừa rồi thì vị nó thế nào? Dạ, cái này thì so với độ đậm đà của chai rượu Pháp thì cái loại này nó đậm hơn nữa. Dạ, mình có thể gọi là hương nó sâu lắng hơn rất là nhiều. Sâu lắng hơn, ok. Dạ, vâng. Tức là rượu Ý bây giờ mà sẽ đậm hơn rượu Pháp một chút. Dạ, đúng rồi. Hoặc là mình có một cái loại rượu rất là đặc biệt, đó là mình làm từ những cái nho mà được phơi khô rồi. Phơi khô rồi. Dạ, vâng. À. Thì thông thường nho người ta sẽ sử dụng những cái nho mà tươi mình làm liền á. Tươi dẫm lên đúng không? Dạ, có thể dẫm theo, cách rất là truyền thống. Cái này thì họ thu hoạch xong rồi phơi khô. Dạ, phơi khô khoảng 3 tháng, 4 tháng mới bắt đầu làm rượu. À, Amarone. Amarone.
Amarone. Dạ đúng rồi. Biết thế nào? Vị này thì hậu vị rất là ngọt ngào. Ngọt ngào. Dạ, ngọt ngào hơn tất cả những cái mà nãy giờ mình giới thiệu. À, nhưng dạ, mà nó có chát nhiều không hay là nó? Dạ, ít chát hơn rất là nhiều. Wow. Nó okay, có sự đậm đà với được ủ trong thùng gỗ lâu á, thì cái rượu mình nó dịu dàng hơn rất là nhiều. Ngoài lề đi, chi phí một chai rượu Amarone là khoảng bao nhiêu tiền ạ? À? Ở trong nhà hàng mình bán thì mình có thể dao động từ 2 triệu trở lên, 2 triệu lên, thậm chí là 5-6 triệu vẫn có. Một chai rượu vang như thế là rất bình thường. Còn những chai rượu vang mà đặt ở khu vực trung tâm thì là chai gì, tại sao là được đặt ở đây? Nó có một cái điểm đặc biệt gì không? Signature nó là ví dụ bình thường chai rượu của mình là 750ml, còn chai này là double lên là 1,5 lít. 1,5 lít. Dạ, mình có thể gọi là Magnum. Magnum. Dạ, còn cái chai này là Champagne. Champagne. Một chai rượu vang sủi đến từ một cái vùng rất là cổ điển của Pháp. Wow. Thì thông thường mình hay nghe là Champagne á, nhưng mà thật ra không phải chai nào cũng là Champagne. Oh. Dạ đúng rồi, có là mình phải đến từ đúng cái vùng Champagne thì mình mới được gọi đó là một chai Champagne. Thế nếu mà không đến thì nó chỉ gọi là rượu bình thường. Dạ, rượu vang sủi, đúng rồi. Vang sủi à? Dạ vâng. Còn cái này là rượu vang sủi đến từ vùng Champagne. Thì mình có thể đọc nhả là thành Champagne á. Champagne hay Champagne đấy, đúng dạ, không? Đúng. Ok. Với những cái vùng miền khác như là Mỹ, Chile, Argentina thì có cái gì khác đặc biệt so với Pháp với cả Ý không? Điều đặc biệt hơn là nó thích hợp với gu người Việt Nam. Có là thứ nhất là thích hợp về giá cả nè. Và thứ hai là thích hợp về gu, có nghĩa là có độ cồn cao hơn so với Pháp với Ý rất là nhiều. À. Thì cái gu khi mà hậu vị mình uống rồi mình cũng sẽ cảm thấy là nó có một cái ngọt ngào nhẹ nhàng. Còn đối với Pháp thì cái độ chua nó sẽ cao hơn một tí. Vậy cho nên nếu mà mới bắt đầu uống rượu mình có thể bắt đầu từ những cái nước như Chile, Argentina. Xong rồi sau đó mình có thể chuyển từ nâng cấp dần dần lên để cảm nhận không? Wow. Vậy là ngày hôm nay qua quán Anh Giang không chỉ là cho mọi người xem được các cái sự thay đổi những cái món đặc biệt, mà ngoài ra Virus còn học được thêm rất nhiều kiến thức về rượu. Đây là điều rất tuyệt vời. Có lẽ nó giúp mình trong sắp tới, biết đâu đó vài năm nữa mình sẽ trở thành một tay chơi rượu vang, nghiện rượu cái gì đấy. Không biết nữa, nhưng mà rất tuyệt vời. Cảm ơn rất nhiều. Còn chúng ta bây giờ có lẽ là sẽ ra khỏi phòng phòng rượu này. Wow, bảo còn rượu rất tuyệt vời.